Theo đó, mưa rông lớn bắt đầu từ 15 giờ kéo dài khoảng gần 2 giờ. Kèm theo đó là gió lốc mạnh khiến 10 ngôi nhà của người dân thôn 3 và thôn 4 bị hư hỏng, trong đó một ngôi nhà bị đổ sập, 6 ngôi nhà tốc mái hoàn toàn và 3 nhà bị hư hỏng nhẹ. Một số chuồng trại chăn nuôi cũng bị thiệt hại. Gió lốc cũng làm 5 phòng học và 2 nhà giữ xe của trường tiểu học Kim Đồng bị tốc mái và gãy đổ. Rất may trận thiên tai không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi gió lốc đi qua, đoàn công tác của huyện ủy Esup đã đến kiểm tra thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ ban đầu cho các gia đình bị thiệt hại nặng. Đồng thời, hiện tại chính quyền địa phương xã Trư Cờ Bang đang tiếp tục thống kê chi tiết tổng thiệt hại và huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.